À, cái thằng này. Mày chán bà mày rồi đúng không? Ngồi đây quay tay xem xét cả ngày thế này. Vớ vẩn. Anh đang ngồi quay quà để chúng iPhone XS tặng em đây này. Đã cố này, sắp có iPhone XS tặng em rồi này. Ôi iPhone ạ. Xịn nhỉ. Vô cực tăng vô đây. Đua tốc miền Tây, chúng ngày iPhone XS.